Keithy. Over my head.
Thank you.
cứ tưởng người sinh nóng thế mà mất 100 ca làm gì. U mà mẹ nó dọn chưa? Sinh ngày tháng 5 chứ. Các bảo sinh cho thêm nữa. Thôi thôi. Nắn. Chạy còn không kịp. Trái có 3 triệu. Vào ăn 3 triệu. Chết mẹ người ta. Từ 20 đến 30. Cười nhìn. Cũng comment ở bên dưới, mấy bác comment ở bên dưới. Nếu mà chủ nhà mà là độc thân thì cũng trong khoảng từ 22 à 20 đến 30 xin cho thêm 3 triệu. Sẵn hàng làm giúp việc không công. Thế thì chất thế. Mình nhớ ngay lão chồng. Lão chồng nữa rồi. Lão chồng nữa sao. Chất thế. Thế thế thì bao giờ kiếm được tiền nuôi con, bỏ đi kia, bỏ đi là kiếm việc làm thêm để nuôi con, nó còn mất thêm mới thì chết đúng không? Giống bố mi, tâm trạng tốt thì làm cái gì cũng dễ. Đúng rồi. Một gặp bố của bao biết. Có được gái xinh này. Cứ gái xinh, gái trẻ. Nhít mắt ra. Đúng là được gì cũng dễ luôn. Các bố giống nhau hết à? Mày có chồng vợ khác, khác bọt đúng không? Ê. Chút khác bọt lòng. Quý là nhiếp nhỉ? Ừ. Không như gì, không có hàng. Nhiếp nhưng mà chả biết. Chưa chưa?